Alo, mời các bạn vào lớp. Có bạn nào đang xem MU đá không? Hay xem Olympic đá không? Mình là fan MU nhưng vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay. Thấy bảo MU đang thắng tưng bừng lắm à? Mình chào mọi người nhá. Chào Trịnh Văn Chiến, chào Quách Nam, chào Nguyễn Huy. Đợi các bạn vào lớp đông đủ rồi chúng mình cùng bắt đầu nhá. Mình chào Vũ Tuấn Linh, chào Lương Mạch Cầm, chào Trần Long, chào Nguyễn Phương Nam. Hôm nay là buổi đầu tiên mình dạy này, có gì sai sót mong các bạn thông cảm nhé. Chào bạn bên Trung Quốc. Các bạn đã ôn thi ok chưa nhỉ? Mọi người ôn thi thế nào rồi? Hôm nay thì mình sẽ chữa đề giải thứ ba, cuối kỳ học giải thứ ba 2017-2, và mình cũng sẽ nhắc lại một số kiến thức cơ bản. Mọi người nhớ chú ý nhá. Chào Trần Long. Mình chào Nguyễn Văn Nam, chào Nam Nguyễn nhá. Mọi người thích ghi tên đúng không? Có ghi tên luôn, ghi tên đầu giờ thôi nhá. Mình chào Trịnh Văn Chiến, Nam Nguyễn. Ok chưa anh? Ok chưa anh Nam Nguyễn? Thì Nam Huy, các bạn rất là chăm chỉ đấy. Xin chào mọi người nha. Đợi lớp học đông đủ rồi chúng ta bắt đầu. Đây, phóng to cho mọi người dễ nhìn. Mình chào Tú Trịnh, chào Tân Duy, chào Mai Phương. Được. Chào bạn anh Thư Ngô nhé. Chỉ số lớp mình khá đông đấy. Tầm 1-2 phút nữa chúng ta bắt đầu nhé.
Một người tên nào mà hai đầu giờ thôi. 5:05 mình bắt đầu nhé. Mình chào Trịnh Văn Chiến 3 lần rồi. Chào anh Nguyễn Long. Chúng ta chuẩn bị bắt đầu nhé. Nếu trong lúc dạy mình có chỗ nào nhầm hoặc là sai sót thì mọi người cứ comment để mình sửa kịp thời nhé. Vì mình cũng chưa chuẩn bị kỹ rồi nhưng mà cũng không chắc chắn được là sẽ không sai chỗ nào. Ok, mình cứ lưu ở đây tí, giữa giờ mình lại ghi tiếp. Chúng ta sẽ bắt đầu buổi học hôm nay. Đây, sáng này đây. Hôm nay mình sẽ thay mặt câu lạc bộ hỗ trợ tập. Đầu tiên mình xin giới thiệu, mình tên là Trần Anh Vân. Mình đến từ câu lạc bộ hỗ trợ tập. Mình sẽ thay mặt câu lạc bộ chữa đề giải thứ 3 cuối kỳ 2017-2. Đây là một đề khá hay, đầy đủ các dạng quen thuộc trong form đề của Sammy. Trong buổi hôm nay mình sẽ chữa đề này và nói qua một lượt hết lý thuyết của những phần sẽ ra trong đề thi này. Chúng ta bắt đầu nhé. Nào, đầu tiên chúng mình sẽ cùng lướt qua một lượt đề nhé. Câu 1. Theo kinh nghiệm của mình thì câu 1, câu 2 thường là câu xét câu 1 thường là xét sổ tổ phân kỳ và câu 2 là xét biểu tụ. Câu 3 có thể là khai triển hàm số thành chuỗi Mallorquin hoặc là một câu xét sổ tổ phân kỳ tiếp, thì kinh nghiệm của mình là vậy. Và câu 4, 5, 6, cái câu ở giữa ấy, thường là giải phương trình vi phân. Và câu tiếp theo, một số câu tiếp theo, hai ba câu tiếp theo là sử dụng và từ Laplace, và những câu cuối cùng là câu khó rồi, thì nó có thể chọn một trong những cái dạng mà mình đã nêu ở trên, nhưng mà độ khó và sự tính toán nó sẽ phức tạp hơn. Ok, thì chúng ta nhìn vào câu đầu tiên, câu số 1. Chúng mình cùng đọc đề một lượt nhá. Xét sửa tổ phân kỳ của chuỗi hàm số sau: tổng sigma từ 1 đến vô cùng căn n nhân mở ngoặc 1 trừ cos 2 chia n đóng ngoặc. Khi mà mình nhìn câu này thì thôi, mình cứ nói qua một lượt về lý thuyết của phần chuỗi hàm số này nhá. Đây mình đã tổng hợp sẵn rồi, tổng hợp sẵn một lượt lý thuyết. Ok. Nhưng mà mình đây mình chúng mình đi vào câu thứ nhất. Cho to anh ký. Ok, câu 1. Chúng ta sẽ đi xét sự hội tụ và phân kỳ của chuỗi này. Thì những cái dạng này chúng mình phải điều để ý đầu tiên, đó chính là xét xem cái bên trong cái tổng sigma này nó là một số dương. Cái tổng sigma này, xin lỗi, tổng sigma này là một chuỗi này là một chuỗi dương hoặc là chuỗi đan dấu hoặc là chuỗi có dấu bất kỳ. Bởi vì mỗi loại chuỗi thì nó sẽ có những tính chất và tiêu chuẩn sử dụng để xét sự hội tụ phân kỳ của nó nhanh nhất. File tổng hợp kiến thức thì
Rất giờ mình sẽ gửi các bạn nhé. Thì đối với bài này chúng ta có thể nhận thấy ngay cái trong ngoặc này 1 trừ cos 2 chia n nó là một số dương, một thức dương, bởi vì cos x với x thuộc R thì nó luôn nhỏ bằng 1, thì suy ra này là dương nhân căn n thì nó cũng dương, thì suy ra chuỗi này là chuỗi dương. Ok, dương. Vậy chúng ta hãy cùng điểm qua những kiến thức về sự kiến thức về những chuỗi dương nhé. Nói về chuỗi thì điều kiện đầu tiên tiên quyết của mọi chuỗi để nó hội tụ được đó chính là cái định lý điều kiện cần để chuỗi hội tụ. Ok, muốn chuỗi hội tụ thì cái AN tức là cái bên trong của cái chuỗi đấy khi tiến ra vô khi n tiến ra vô cùng thì nó phải bằng không. Đó. Ví dụ một chia n thì đến không khi n đến ra vô cùng bằng, ví dụ như chuỗi mà số hạng bên trong ấy, mình đang nói số hạng bên trong nhé, 1 trừ 1 trên n mũ n thì đến e ta chỉ đến e hơn một cộng đi, thì là e khi n thì ra vô cùng. Ok, thì nếu mà mình nhìn chuỗi này thì mình nhìn thấy nó không thỏa mãn điều kiện cần thì mình suy ra nó phân kỳ luôn, còn nếu mình nhìn thấy mà nó tiến đến không rồi thì chúng ta cùng xét tiếp những cái tính chất tiếp. Ok, đây chuỗi số dương đầu tiên chúng ta sẽ có tiêu chuẩn, đó là tiêu chuẩn tích phân. Tiêu chuẩn tích phân mình được phát biểu như nào, đó là cho fx là một hàm số liên tục dương giảm trên đoạn 1 tới vô cùng và an đặt an bậc n. Cái này có nghĩa là gì? Ví dụ như an bằng 1 trên n thì tương ứng fx bằng 1 trên x nhá. Với x lớn bằng 1. Tiếp tục khi chữ số tổng sigma từ 1 đến vô cùng an mình gọi là S1 và tích phân suy rộng fx đấy từ 1 đến vô cùng, cận 1 đến vô cùng có cùng tính chất hội tụ hoặc phân kỳ. Đó. Nói cách khác, nếu fx cái tích phân suy rộng này, tích phân suy rộng của fx hội tụ thì an cũng hội tụ. Và nếu nó phân kỳ thì an cũng phân kỳ. Đây là một tiêu chuẩn rất mạnh vì nó sẽ đây là một tiêu chuẩn rất mạnh vì nếu mà mình tìm được tích phân của fx thì mình có thể suy ra được luôn là nó hội tụ với phân kỳ. Ok, chúng ta đến với tiêu chuẩn tiếp theo, một lớp các tiêu chuẩn so sánh. Ok, mình sẽ không xóa line nhé. Chúng ta có một hai hai tiêu chuẩn so sánh. Tiêu chuẩn so sánh thứ nhất cho hai chuỗi dương tổng sigma độ 1 đến vô cùng của an mình đặt là F1 đi. Và cái này mình đặt là a. Ok, mình đặt cái tổng sigma 1 vô cùng của an là F1, tổng sigma 1 vô cùng của bn là S2. Có nếu mà chúng ta có an nhỏ hơn bn với mọi n kể từ một số n nào đó, cái này có nghĩa là gì? Kể từ một số n nào đó, ví dụ như mình có 2n và n mũ 3, n mũ 2. Ok, thì tại n bằng 1, 2n tại lớn hơn n mũ 2 tại bằng 2, 2n tại bằng n mũ 2 tại n bằng 3 thì 2n nhỏ hơn n mũ 2. Đấy, chúng ta có thể thấy được là từ n
bằng a trở đi 2n nhỏ hơn n mũ 2. Đó chính là ví dụ, một ví dụ về cái câu này, nghĩa là kể từ một số n nào đó thì an nhỏ bằng bn. Các bạn có chỗ nào chưa hiểu thì cứ comment để mình giải thích nhé. Ok, khi chúng ta có này rồi thì chúng ta kết luận là gì? Nếu nếu S2, nhớ mình đặt S1 là này, S2 là cái BN, S2 là tổng sigma BN. Nếu S2 là hội tụ thì S1 cũng hội tụ. Có nghĩa là cái lớn hơn mà hội tụ thì cái bé hơn cũng hội tụ, và ngược lại, cái lớn cái bé hơn mà phân kỳ thì cái lớn hơn phân kỳ. Dễ nhớ đúng không? Okay, chúng ta tiếp tục với định lý với tiêu chuẩn tiếp theo. Bây giờ chúng ta vẫn có hai chuỗi dương N1 và N2, tổng sigma một cuối cùng của AN và tổng sigma một cuối cùng của BN mà thỏa mãn lim tới cuối cùng của AN trên BN bằng C, với C lớn không? C có nhỏ hơn không đúng không? Không đúng không? Bởi vì chúng ta đây là chuỗi dương rồi, thì lim giữa cái này AN trên BN thì chắc chắn về dương hoặc là bằng không thì đấy. Cái này có nghĩa là AN tương đương BN và cái sự hội tụ và phân kỳ của nó cũng giống nhau, có cùng tính chất hội tụ hoặc phân kỳ. Ví dụ mình ở đây có n n n mũ 3 n bn bằng 2n mũ 3, thì mình xét lim a n bn bằng lim của n mũ 3 cộng 2n trên 2n mũ 3 đúng không? Lim n mũ 3 cộng 2n trên n mũ 3 trên 2n mũ 3. Mình cho rộng một tí. Ok, chính cái này bằng gì? Bằng lim của 2n mũ 3. Cái này mình tính ra luôn được. Ở đây mình sẽ sử dụng kiến thức của giải thích 1 là khi n tính ra vô cùng thì n mũ 3 là vô cùng lớn, tiến vô cùng nhanh hơn 2n, thì cái lim này sẽ bằng 1 phần 2, bằng C đúng không? C bằng 1 phần 2 và lớn không? Thì khi đó hai chỗ này có cùng tính chất hội tụ phân kỳ, đương nhiên nhìn được luôn hai chỗ này có cùng tính chất phân kỳ. Ok, tiếp theo tiêu chuẩn D'Alembert. Hai cái tiêu chuẩn D'Alembert và Cauchy như là em sinh đôi vậy. Bởi vì nó cũng sử dụng khá giống nhau. Đây chúng ta xét tiêu chuẩn D'Alembert. Giả sử tồn tại tim n tim vô cùng an cộng một trên n bằng l, khi đó nếu l nhỏ 1 thì chuỗi số cho hội tụ, nếu là lớn 1 thì chuỗi cho phân kỳ. Tiêu chuẩn Cauchy thì cũng tương tự như tiêu chuẩn D'Alembert, nhưng mà ở đây là an trên n cộng 1, nhưng mà đây là căn bậc n của an. Và cũng tương tự, nếu l nhỏ 1 thì chuỗi cho hội tụ, nếu l lớn 1 thì chuỗi cho phân kỳ. Nhưng mà hai anh em này đều có một điểm yếu là thích cùng một cô. Đấy, cùng thích cô L bằng 1, nên là hai anh em này vẫn không phân thắng bại được tại L bằng 1. Không phân được thắng bại là nếu mà gặp cái này bằng 1 ấy, thì chúng ta phải xét tiếp tại bằng 1, tại L bằng 1 thì suy ra được x bằng nhiêu và thay ngược lại, rồi sử dụng những tính chất khác, không thể sử dụng lại hai tính chất này được. Nhưng mà nếu không phải lầu 1 thì ngon luôn, suy ra luôn nhá. Ok, vậy là tất cả những gì có với chuỗi số dương. Chúng ta sẽ cùng vào chữa bài này, hơi lâu vậy, phải 10 phút. Ok, việc đầu tiên để khi trình bày tiểu luận ấy, thì chúng mình phải đặt nhé, n bằng cái bên trong của chuỗi này.
chúng ta đặt n bằng căn n đêm 1 trừ cos 2 trên n, và chúng mình phải chứng minh của nó được nó là chuỗi dương hoặc là chuỗi đang dấu hoặc là chuỗi có dấu bất kỳ, tùy tùy vào cái an. Nhưng mà ở đây mình đã bàn luận rồi, đây là chuỗi dương. Đây, chứng minh lớn bằng 0 với mọi n lớn bằng 1. Các bạn biết lớn bằng 0 được mà lớn lớn không được, vì nếu mà lớn không nguyên thì nó có thể sai, mà lớn bằng 0 thì nó luôn đúng. Ví dụ như là 3 lớn bằng 1. Cái này đúng không? Cái này đúng. Nên là chúng mình cứ viết lớn bằng 0 đi. Lớn bằng 0 bởi vì lắm lúc nó bằng 0 ở cái số hạng đầu tiên ấy. Nên là chúng mình không biết được. Nếu sai thì lại gặp thầy nó khó tính gạch luôn đó. Rồi. Tiếp theo có gì đây? Ở đây thì mình đã sử dụng cái tính chất này. Tính chất trong tiêu chuẩn so sánh. Mình thấy được cái lim n tính vô cùng của an trên bn bằng c. N bên n đây là gì? N là này. Bn ở đây. Bn mình muốn tìm bn thì mình tính lim n tính vô cùng an xem an với nó tương đương như thế nào. Đây. Lim n tính vô cùng của căn n 1 trừ cos 2 trên n. Cái này tương đương nào? Trong giải tích một có r đúng không? Thì 1 trên 1 trừ cos 2 n nó tương đương với 2 trên n bình trên 2 giải thừa. Thì mình dọn tiếp, dọn cái này thôi. Thì nó cái an tương đương với lại 2 trên n 3 phần 2. Thì suy ra. Suy ra. An F và sum của 2 trên n mũ 3 phần 2 có cùng tính chất hội tụ phân kỳ chưa. Rồi mình đi xét sự hội tụ của chuỗi 2 trên n 3 phần 2 này, chuỗi này xét dễ đúng không, vì ta có chuỗi này. Các bạn nhìn kỹ, có alpha bằng 3 phần 2. Alpha là gì? Alpha là cái dưới mẫu này lớn 1 chuỗi cho hội tụ theo tiêu chuẩn so sánh. Chuỗi đã cho xin lỗi mình viết hơi tắt đây, chuỗi đã cho là cái chuỗi đề bài hội tụ theo tiêu chuẩn so sánh. Nhắc lại ở đây thì mình có cái chúng ta có thể sử dụng một số kết luận về một số chuỗi cơ bản, chúng ta không phải chứng minh lại nữa. Đó là sum sum nhìn đây theo cho tổng sigma nhé, 2 trên n mũ 3 phần 2 a 2 xin lỗi 1 trên n mũ x hội tụ khi x và chỉ khi x lớn bằng 1. À, lớn 1 thôi, xin lỗi. À, phân kỳ khi x nhỏ hơn bằng 1. Ok. X đây chính là alpha đấy. Được chưa? Vậy là bài này chúng ta đã xong nhé. Các bạn có thắc mắc gì về bài này không nhỉ? Comment để mình có thể chỉ luôn. Chào mọi người nhá, chào bái tiến, chào Lân Thành Vinh. Ok, chúng ta hãy cùng để dành một chút thời gian để chúng ta nhìn bài tập số 2. Cùng đọc đề nhé. Tìm vùng miền hội tụ của chuỗi hàm số tổng sigma 2 tiến vô cùng nhân với lại tử số là 1 cộng n dưới mẫu là n nhân bằng ngoặc n trừ 1 đóng ngoặc. Rồi cái phân số đấy nhân với lại 2x cộng 1 trên 1 trừ x mũ n. Đây là bài có dạng lớp bài tìm miền hội tụ của chuỗi hàm số. Mình đánh giá là đây là một trong những dạng bài có thể không cần tư duy nhiều lắm nhưng sẽ giải được, bởi vì chúng ta có phương pháp. Các bạn mình dành ra 1-2 phút để học đề và suy nghĩ cách làm chưa nhé?
Các bạn có thắc mắc gì về bài trước không? Tuy là giờ Sami đã có chủ trương là thi trắc nghiệm, nhưng mà mình nghĩ chúng ta nên hiểu một chút về cách tư duy của những cái bài này thì khi vào trắc nghiệm sẽ làm nhanh hơn. Ok, chúng ta bắt đầu câu số 2 nhé. Câu số 2 thì lớp những bài tìm biến đồng tụ của chuỗi hàm số thì nó có hai dạng. Quá trình làm đề thì mình mới thấy có hai dạng này, đó chính là dạng một là sử dụng tiêu chuẩn nào lại giống cái báo thức toán cao chi hay còn gọi là Cauchy, còn cấp ba hay gọi là Cauchy, không biết gọi đúng hay sai. Dạng hai đó chính là mình sẽ phải biện luận mà không có phương pháp, mình cũng có không phương pháp biện luận theo theo miền x, sum của một trên mũ x như bài vừa rồi ấy, thì không thể dùng được tiêu chuẩn Cauchy hoặc Talamud đúng không? Bài này thì mình nhận thấy luôn là nó có thể sử dụng được tiêu chuẩn Cauchy hoặc Talamud, bởi vì nó xuất hiện cái một cái biểu thức của x mà nó mũ n. Ok, mình cùng xem lại kiến thức về tiêu chuẩn Talamud Cauchy. Đây, giả sử tồn tại liên ngờ tính cùng của an là cộng một trên n bằng l, thì đó nếu l nhóm một chuỗi cho hội tụ, nếu l nhóm một chuỗi cho phân kỳ. Còn tiêu chuẩn Cauchy thì là ngược lại, ghi n tiến vô cùng của các bậc n an n bằng l, còn lại thì giống tiêu chuẩn Talamud. Ok chưa? Tại mình cũng muốn giảng chi tiết một chút, nếu mà giảng chậm quá thì mọi người bảo mình có thể giảng nhanh hơn nhé. Ok, thì bài này mình có thể áp dụng luôn tiêu chuẩn Darboux hoặc tiêu chuẩn Cauchy. Để xem ở đây mình làm gì nào. Đầu tiên là mình sẽ đặt đặt SX là cái chuỗi ban đầu. Còn mình đặt tiếp là ANX bằng cái bên trong của FX. Việc đặt này giúp chúng ta có thể gọi nó ra mà không có sự bắt bẻ nào. Ví dụ các bạn không đặt mà các bạn vẫn quen quen gọi ấy, thì sẽ bị trừ điểm nhé. Ok, mình sử dụng tiêu chuẩn, đây là tiêu chuẩn Dalamberg, set lim n tiến tới vô cùng, l bằng lim n tiến tới vô cùng chỉ đối của an n cộng 1 x trên an n. Mọi người nhớ phải trong cái dạng bài này mình phải có chỉ tuyệt đối nhé. Ok, set lim n tiến vô cùng, tiếp tục 1 cộng n cộng 1 trên 1 cộng n, đây chính là cái này. Ok, xong rồi đến n nhân n trừ 1 trên n cộng 1 nhân n cộng 1 trừ 1, nghĩa là cái dưới này. Đây, từng cái riêng biệt nhé. Và cái này thì n cộng 1 trên n thì nó là bằng chính cái bên trong luôn, nhưng mà có thêm dấu chỉ tuyệt đối. Thì cuối cùng nó là bằng gì? Thì cuối cùng cái này nó bằng cái l nó bằng này. Rồi chúng ta cùng check l nhé, áp dụng luôn phang luôn đang làm bớt. Nếu l nhỏ 1 thì chuỗi cho SX hội tụ, xét l nhỏ 1 nhé. Ok, có chỉ tuyệt đối của n cộng 1 trên n trừ 1 nhóm 1, giải này như nào? Thôi mình cứ nhắc lại một chút, đó là ví dụ chỉ tuyệt đối của x
nhỏ hơn 1, thằng fx thì tương đương m1 nhỏ hơn fx nhỏ hơn 1, đúng chưa? Mình mà sai này thì bêu lắm đấy. Rồi tiếp tục giải tiếp sự sự cái này nhá. Chúng ta có gì, cái này thì mình sẽ rút ra được luôn kết quả này. Cách giải này thì cũng đơn giản thôi, là mình sẽ chuyển về một sang bên này, một sang bên này, rồi xét cái 2n cộng 1 trên 1 trừ n cộng 1 lớn không, và mình và nhé, biểu thức thứ hai là chuyển một sang bên này, xét 2n cộng 1 trên 1 trừ 2x, xin lỗi x, 2x cộng 1 trên 1 trừ x trừ 1 nhỏ hơn không. Giải ra các bạn có thể sử dụng trục số gì đó rất đơn giản không, công thức cái làm từ toán lớp 10 này. Tiếp tục đấy thì mình giải ra được cái miền x này, âm 2 nhỏ hơn x nhỏ hơn không. Đấy thì với x thuộc miền này thì cái sx hội tụ, và mình phải nói thêm cho đủ cái định lý nhé, là l lớn 1 thì sx phân kỳ. Ok, bây giờ mình đã nói ở trên là nhược điểm của này là không xét được tại hai cái đầu cận này. Bó tay nhé, đang là bước cọc chỉ bó tay nhé, không thể nào sử dụng được. Thì mình sẽ thay ngược lại, đầu tiên mình xét tại âm 2, có f tại âm 2, đây bằng tổng sigma 2 đến cùng của 1 cộng n trên n nhân n trừ 1 nhân với âm 1 mũ n. Nhìn thấy gì chưa? Đây là âm 1 mũ n. Vậy đây chính là có thể có khả năng nó là một đang sống. Chúng mình xét xem cái này có phải, mình cùng nói lại chuỗi đánh dấu nhé, rồi mình làm tiếp. Ở đây mình xin phép sử dụng một tài bài giảng bổ sung rượu của thầy bổ sung rượu. Ở đây bài giảng khai và đầy đủ chuỗi đánh dấu rồi, chuỗi đánh dấu trang 28 đúng luôn. Định nghĩa chuỗi đánh dấu nha, chuỗi số có dạng tổng sigma 1 vô cùng của âm 1 mũ n trừ 1, hay là âm 1 mũ n cũng được nhé, và an an với an lớn không, được gọi là chuỗi đánh dấu. Ok chưa? Vậy thì ở bài kia mình còn phải xét xem an phải lớn không nhé thì mới được kết luận chuỗi đánh dấu. Chuỗi đánh dấu có, mình xét xem này, 1 cộng n trên n nhân n trừ 1 dương đúng không? Đấy mình xét dưới rồi thấy luôn nó dương luôn, chứ là S2 âm 2 chuỗi đánh dấu. Thì chuỗi đánh dấu chúng ta sử dụng được tính chất nào? Đây, đầu tiên định lý 3.4 tiêu chuẩn định lý Leibniz. Nếu dãy AN n tới vô cùng là một dãy số dương giảm và lim n tới vô cùng của AN bằng 0, thì cái chuỗi đánh dấu này là chuỗi số hội tụ. Việc chứng minh thì mọi người có thể đọc trong giáo trình của thầy Diệu nhé, rất là đầy đủ đấy. Mình sẽ sử dụng luôn trong bài này xem nó có thỏa mãn không. Ok, đây chúng ta đã có thỏa mãn rồi, nó thỏa mãn được cái đầu tiên là lim n thêm vô cùng của an mà không. Cái thứ hai đó là xem phải chuỗi giảm không, thì mình xét an trừ đi n cộng 1 có gì đây, an đó chính là bằng 1 cộng n trên n nhân n trừ 1 trừ đi n cộng 1 là n cộng 2 trên n cộng 1 nhân n. Mình sẽ quy đồng lên thì cái này mình sẽ nhân với lại n cộng 1, cái tử này mình sẽ nhân với lại n trừ 1 đúng không, chứ không cần thiết phải nhân hết tất cả lên. Thì mình sẽ được cái này, n cộng 1 tất cả bình trừ n cộng 2 nhân n trừ 1 dưới mẫu là n nhân n trừ 1 nhân mở ngoặc n cộng 1 ngoặc cái này nó bằng gì, bằng n cộng 3 trên n nhân mở n bình trừ 1, mình rút gọn thôi. Đấy là các bạn thấy ok chưa? Ok rồi đúng không? Thì cái này nó luôn lớn bằng 0 với ngoặc n lớn bằng 2. Rõ ràng là n lớn bằng 2 này lớn không? Cái này lớn không? Cái này lớn không? Thì suy ra cả ba cái cả cả cái số hạng này.
đều lớn không luôn. Thỏa mãn rồi, thỏa mãn ba điều kiện rồi thì sẽ ra S2 hoặc tụ theo định lý limit. Các bạn nhớ kết luận cả màu hoặc kết luận theo định lý hay tính chất gì nhé. Tại F0 thì tổng số mang một vô cùng. Cái này mình sẽ không đọc lại bài nữa. Chúng mình cùng sao tự dưng mình sẽ lên nhỉ? Có thể nào ok rồi, hiểu rồi. Thì ra mình xin lỗi, mình ở đây hình như mình thiếu một bước, đó chính là xét xem cái này là chuỗi dương, chuỗi đan dấu hoặc là chuỗi cô dấu bất kỳ. Thì mình thấy luôn lớn bằng không với mọi n lớn bằng a, ok chưa? Thì mình ở đây sẽ sử dụng chất tương đương của hai chữ số. Mình xét lim n tiến vô cùng của chuỗi a n đây, 1 cộng n trên n nhân n trừ 1, nó tương đương với lại lim n tiến vô cùng của 1 trên n. Ok, đây trên đời mình có vô cùng lớn là n, dưới mẫu thì cũng tương tự rồi, mà cái chuỗi này là phân kỳ đúng chưa? Chuỗi này như mình đã nhắc ở trên là chuỗi có dạng tổng sigma của 1 trên n mũ x, mà x ở đây này, x ở đây bằng 1 thì nó phân kỳ. Xin là S0 là chuỗi phân kỳ theo tiêu chuẩn so sánh. Ok chưa? Ok, vậy thì mình đã kết luận đây rồi. Tại n bằng âm 2 nó hội tụ nhé, n bằng 0 không hội tụ. Và trên khoảng này thì nó lại hội tụ tiếp. Thì mình kết luận được mình hội tụ nhé, là nửa đoạn âm 2 0. Bài này ok chưa? Mọi người có thắc mắc gì không? Alo. Ai cảm thấy ok comment số 1 này. Thế ok comment số 1 nhá. Mọi người đâu hết rồi. Okay. Chào mọi người nhá. Chào Nguyễn Tài Huyền Thảo, chào Nghĩa Lưu. Ok. Chào Trần Long, chào Lâm Nguyễn. Olympic đội nào đang thắng rồi anh em? Mình sáng không cập nhật được tỷ số. Hoặc là trận MU ấy. Chào Tú Trịnh, chào Nguyễn Huy, chào chào Bác Hồ. Mọi người đọc trước đề bài bài số 3 nhé. Hơi chậm luôn, mình mọi người cũng thấy chậm. Bởi vì giờ mình đến bài số 3. Nếu mà mọi người muốn nhanh thì mình có thể nói nhanh. Mình nói rất nhanh ấy. Chào Triều Học Tuân nhá. Chào Biên Trường, chào Lâm Nguyễn. Ok. Thôi mình sẽ đẩy anh tốc độ nhé. Ui MU 40 nữa. Chết, sửa bài 4 chưa à? Đó, xem bài 4 nào. Ui bài 4 nhìn dài thế. Thôi, bài 4 nhìn hơi khoai anh em ạ. Đến bài số 3. Trận Olympic có vẻ hay quá nhỉ. Rồi ok. Chúng ta đến bài số 3 nhé. Bài số 3 người ta bắt chúng ta khai triển hàm số fx thành chuỗi Mallory. Hàm số có dạng logarit p của 1 cộng x trên 1 chữ x. Dạng này chúng ta có những khai triển Mallory nào? Không có khai triển Mallory luôn của dạng này đúng không? Nhưng mà chúng ta để ý rằng cái fx này có thể biến đổi thành logarit p của 1 cộng x trừ 1 chữ x. Thì hai cái từng cái này nó có khai triển Mallory của riêng nó đúng không? Mình tra Google vậy, mình không biết mình có nhớ không.
Rồi đi thôi, nhưng mà vẫn nói lại để mọi người nhớ nhá. Đâu rồi? Phải chịu nó đi. Alo, hình như trong giáo trình thầy sẽ có luôn đúng không? Đang làm gì? Ok. Bác login. Đây. Hay quá. Được rồi. Đây. Đó. Đây là một số khái triển mark login của hàm số sơ cấp. Đã được tổng hợp đây rồi. Thì chúng đây ta đây có gì? 1 trên 1 chữ x bằng tổng sức mang n vô cùng của x mũ n. Thôi mình không không đọc lại nhá. Mà mình sẽ chỉ ra một số cái đặc điểm để các bạn nhớ luôn. Ví dụ mình các bạn nhớ được cái này đúng không? Nhớ được hai cái này. Thì các bạn đi rằng là nguyên hàm của hai cái này lên, tích phân của hai này lên, tích phân hai vế này, tích phân hai vế này thì nó chính bằng cái này. Được chưa? Ok chưa? Có nghĩa là mình chỉ cần nhớ một cái, một trong hai cái mình sẽ chia được cái còn lại. Ok thì mình có tổng khái triển mark login của logarithm một cộng x bằng tổng sigma một đến vô cùng của âm một mũ n trừ một nhân x mũ n chia n, và khái triển mark login của một chữ x bằng âm của tổng sigma một đến vô cùng x mũ n chia n. Để áp dụng cái bài này thôi, tăng tốc nào. Khái triển mark login của cái này mình thay vào cái triển mark login của cái này mình cũng thay vào. Ok, thay vào được cái gì? Đây, copy y nguyên. Xem rồi. Bài này copy y nguyên. Rút gọn được không? Rút gọn được. Đây. Rút gọn là thành cái này. Gì đây? Vì đây là 1 cộng âm 1 mũ n cộng 1. Cho nên là nếu n là số gì nhỉ? Số. Số lẻ. Số lẻ nhé. Nếu nếu n là số lẻ thì 1 n cộng 1 là số chẵn. Thì cái này có phải bằng 2 không? Cái này bằng 2 nhá. Và nếu n bằng số chẵn thì cái n cộng 1 này là số lẻ. Thì cái này 1 trừ 1 bằng 0 đúng không? Nên chúng mình có thể rút gọn luôn nhỉ. X2 nhân 2 nhân x mũ 2n cộng 1 nhân n này số lẻ hạnh trên 2n cộng 1. Được chưa? Chỗ này các bạn có hiểu có thắc mắc gì nữa không? Comment nhé. Xong chúng ta xong bài bài 3 rồi. Nhanh phết nhỉ. Ok, chúng mình các bạn comment sau nhé. Chúng mình sẽ qua bài 4. Chưa xong được nửa bài. Rồi bài 4 có gì? Bài 4 chúng ta gọi là bài khá khoai nhỉ. Tìm m để phương trình sau là phương trình vi phân toàn phần và giải phương trình với m vừa tìm được. Chúng ta có phương trình vi phân đây. Phương trình vi phân toàn phần. Nghe quen quen đúng không? Đọc lại lý thuyết thôi. Phương trình vi phân. Phần đầu là chuỗi rồi, phần sau là chương 2 phương trình vi phân này. Phương trình vi phân toàn phần đâu? 2.8 phương trình vi phân toàn phần trang 95. Mạnh dạn điền trang 97. Vâng. Phương trình vi phân toàn phần như nào nhỉ? Phương trình vi phân có dạng p dx cộng q dy bằng không được gọi là phi phương trình vi phân toàn phần nếu tồn tại hàm u x y sao cho du bằng p dx cộng q dy. Ở đây thiếu dy nhé. Ok, thì cách giải tích phân hai vế của phương trình lên, ta tính được tích phân tổng quát của phương trình là ux bằng ui bằng c. Nhưng mà chẳng lẽ phương trình nào cũng là phương trình vi phân toàn phần nếu nó được về dạng này. Đây, chúng ta có định lý 2.3 xét tiêu chuẩn kiểm tra vi phân trên phương trình vi phân toàn phần. Phương trình vi phân toàn phần này nó là cái phương trình vi phân này gọi là phương trình vi phân toàn phần nếu PQ cùng với đạo hàm riêng của nó liên tục và đạo hàm riêng của P theo x A theo y và đạo hàm riêng của q theo x bằng nhau. Đây lưu ý cái này. Thì khi đó ta có
chọn chọn x0 và y0 bất kỳ, miễn là nó nằm trong tập xác định của P và Q được. Ok, thì cái nghiệm chúng ta tìm được đó chính là đây, nghiệm của phương trình vi phân đây, còn đây là cái ux. Đây chúng ta kết luận nghiệm đây nhé. Ok, áp dụng bài này thôi. Điều kiện đây là gì nhỉ? Mình đọc, đầu tiên mình sẽ đặt P bằng 1 cộng Q bình lên sin 2x và Q bằng M Q cos bình x. Ok, tiếp tục yêu cầu bài toán để nó thành phương trình vi phân tập phần ấy. Thì cái này phải thỏa mãn này. Rồi, mình làm hai vế thôi. Một cái là hàm theo y, một cái là hàm theo x. Thì làm xong mình giải ra đường là M âm 2. Ok chưa? Quá tuyệt luôn. Khá đẹp. Mình thay M âm 2 vào phương trình vi phân ban đầu. Mình kết luận luôn là mình thay M âm 2 nhá. Mình tìm luôn được nghiệm đây. Mình chọn. Y0. Vâng. Ở đây mình chọn là gì nhỉ? 0,0. Ok. Nó có dạng này. Mọi người nhớ là chúng ta không được viết đây là ví dụ đây là px0 dx và p xi dy. Chúng ta nên tránh cái kiểu vậy nhé. Chúng ta nên chuyển nó thành t. P của t. X là t ấy. T0, t và y bằng 0, dt. Quy của x và y thành một t, dt bằng c. Thế thay vào 0, y bằng 0 thay vào. Thì quy đâu, quy p đâu, p đâu, y bằng 0. Thì cái p tại y bằng 0 thì nó bằng x đúng không? Chúng ta thay tại à, tại cái p tại quy bằng 0 thì nó bằng 1. Nó thay vào 1 dt tích phân từ 0 đến x và tiếp theo tích phân từ 0 đến y của âm 2t cos bình x. Ở đây mình m là âm 2, y mình thay bằng t và x thì giữ nguyên. Rồi, mình giải phương trình vi phân này ra được nghiệm này. Ok chưa? Xong rồi đúng không? Giải có sai không? Chắc không sai đúng không? Mình chào bài đăng cô, chào Hồ Viết Đức Lương nhé. Chào Linh Linh. Có chỗ nào sai mọi người comment nhé. Hoặc là chưa muốn mình giải kỹ chỗ nào thì mọi người có thể comment. Sau 6 là sắp xong rồi. Bài tập số 5 này. Giải phương trình vi phân y phẩy phẩy cộng 3 y phẩy bằng 2 y a cộng 2 y bằng e mũ x nhân cos 2 x. Đây là thuộc lớp bài toán ở đây. Đây là một bài toán phương trình vi phân đúng không? Tất nhiên rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ xét xem nó ở phần của bài toán nào. Phương trình vi phân đâu? Phương trình vi phân toàn phần quy chuẩn tuyến tính. À, đây là phương trình vi phân cấp 2 đúng không? Đây này, có y phải phải gọi là cấp 2 ấy. Nếu mà nó không có y phải phải ấy, mà nó chỉ có y phải thôi thì gọi là cấp 1. Còn này gọi giải luôn. Ok. Phương trình vi phân cấp 2. Đây chính là một trong những thuộc lớp mà phương trình vi phân tuyến tính. Đâu rồi? Phương trình vi phân tuyến tính. Đây, tuyến tính cấp 2, trong 1 đi 1, mạnh sẽ ăn liền 1 đi 3. Đấy chưa? Phương trình vi phân tuyến tính là như sau. Nó có dạng này này. Y phẩy phẩy cộng px, y phẩy cộng qx bằng fx. Đây được gọi là phương trình vi phân tuyến tính cấp 2. Mà nó được gọi là phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 không thừa nhất. Thế còn thừa nhất là như nào? Thứ nhất là khi fx bằng 0 thì phương trình có dạng này. Rõ ràng cái dạng này dễ giải hơn dạng trên đúng không? Bỏ luôn thằng fx còn gì nữa mà không. Ok, nhưng mà bài này thì chúng mình thấy được rằng cái PQR nó bằng hàng số. Thì trong cái lớp phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 này, chúng ta có một dạng, đó là dạng phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 với hệ số là hàng số. Đâu? Đây. Quá được.
đồ nhỉ? Hệ số là hằng số đâu? Đầu hệ số hằng cũ ở đây rồi, 112. Ô vừa nãy đi qua được 114 chưa nào? Ok, đây rồi, nãy mình lướt qua không thấy, thì nó đây được một trong lớp trong những dạng bài của phương trình vi phân tuyến tính, thì mình có trường hợp đặc biệt đó là phương trình vi phân tuyến tính với hệ số hằng. Ô thì đây 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 đây, đây. Hệ số là hằng số, có hệ số là hằng số. Trong bài học này chúng ta sẽ nghiên cứu một lớp đặc biệt của phương trình vi phân tuyến tính. Phương trình có dạng hằng số là y phải vầy cộng p nhỏ, y phải cộng q nhỏ, y bằng không, và phương trình vi phân không thuần nhất y phải vầy cộng p y phải cộng q y bằng fx. Điểm đặc biệt đây là p q là hằng số nhé. Phương pháp giải phương trình vi phân thuần nhất. Rồi, chúng ta sẽ giải phương trình vi phân thuần nhất này bằng phương trình đặc trưng đúng không? Đây chúng ta có phương trình đặc trưng này. Rồi chúng ta giải được hai nghiệm. Rồi, hai nghiệm alpha 1 và alpha 2. Rồi nói chung là chúng mình sẽ có cái bảng này. Bảng của cách giải phương trình vi phân. Phương trình vi phân với hệ số là hằng số thuần nhất. Hằng số, hệ số hằng số, xin lỗi. Ok. Thế thì nó liên quan gì bài mình đang giải nhỉ? Bài mình đang giải nó rõ ràng có fx mà. Ok, đọc tiếp thôi. Nghiệm của phương trình vi phân phương trình không thuần nhất bằng nghiệm của phương trình thuần nhất cộng một nghiệm riêng. Nghiệm phương trình thuần nhất là đây. Mình giải được qua đây. Chưa? Giải được qua đây đúng không? Rồi nghiệm riêng giải thế nào? Không phải lúc nào tìm được một cách dễ dàng. Khó khoai nhỉ. Nhưng mà nếu fx có một dạng trong số những dạng dưới đây thì chúng ta tìm được đúng không? Ok, nếu fx có dạng em mũ alpha x nhân với p n x với p n x một đa thức cấp n của x thì nó có dạng sau đây, dạng sau đây. Các bạn về sẽ nên nhớ lại nhé. Nhưng mà ở bài tập của mình thì nó không phải là cái dạng này. Mình là dạng gì? Dạng nhân với cos x cơ mà, cos 2x cơ mà. Đây. Với phải fx bằng một một hàm số nhân với cos cộng một hàm số nhân với sin với pmx. Pm là đa thức cấp m n tương ứng của x, đặt l bằng m này, m với n bằng mắc của MN. Ví dụ như là cái PM bằng x còn PN bằng 1 thì đây suy ra là bằng hai số nhân, bởi vì mình chưa biết được cái phương trình đấy nó có hệ số là bao nhiêu đâu, nhưng mà biết là cái bậc của nó là bậc 1. Ok. Rồi, nếu cộng trừ y beta không phải là nghiệm của phương trình đặc trưng thì ta tìm nghiệm riêng của nó dưới dạng qlx nhân cos beta x cộng rlx nhân sin beta x, và nếu cộng trừ y beta là nghiệm của phương trình đặc trưng thì ta tìm nghiệm dưới dạng này. Có thêm cái x nhân với cái x bên ngoài luôn, nghĩa là nếu nếu mà nó có liên quan ấy thì nhân thêm cái x bên ngoài, không có liên quan thì mình có dạng này. Ok. Mọi người điền form để được biết tên lên bảng. Admin nào vừa thế. Rồi. Chúng ta sẽ áp dụng một bài của mình nhé. Đây, mình thấy đây bên trong là 2x vậy thì đầu tiên mình sẽ xét phương trình đặc đặc trưng để mình ra tìm ra nghiệm tổng quát đúng không? Đó là nghiệm của phương trình vi phân thuần nhất đấy. Mình xét phương trình đặc trưng có hai nghiệm nào? Có nghiệm mình xét phương trình đặc trưng trước nhé. K bình cộng 3K cộng 2. Đây, hệ số đây, 1 này, 3 này, 2 này. Bằng không có nghiệm là âm 1
khoảng tâm 2. Phương trình vi phân ban đầu có nghiệm là, mình ý mình là phương trình vi phân này này có nghiệm là y bằng y1 cộng y2. Đó, mình đặt y1 cho quen thuộc không? Trong đó y1 là nghiệm tổng quát của phương trình vi phân thống nhất tương ứng, nghĩa là y1 bằng e mũ trừ k1x c1 nhé cộng c2 nhân e mũ trừ k2y à, xin lỗi, c1 e mũ k1x cộng c2 e mũ k2x. Ok, ta đi tìm nghiệm riêng mới là cái quan trọng này. Ồ, tại sao mình lại tìm được nghiệm riêng dạng này nhỉ? Bởi vì ở bên trong đây, đây à, shit. Xin lỗi nhé, vừa rồi mình nhìn hơi vội. Thực ra cái bài của chúng ta ở dạng này, dạng này thì nó có e muộn ax nhân với pm nhân với cos, dạng này còn một dạng này có mỗi pm p một cái đa thức nhân với cos thôi. Chúng ta cũng có e mũ x mà, e mũ mà, thì nó cũng tương tự cái bên trên. Và quan trọng là mình có dạng như nào, e mũ alpha x nhân qlx nhân cos beta cộng rlx nhân sin beta nếu alpha cộng trừ khi beta không phải là nghiệm phương trình đặc trưng, và nếu là nghiệm thì nhân tiện x khá giống bài trước đúng không? Vậy thì trong bài này mình có phải nghiệm không? Alpha của mình là bao nhiêu nhỉ? Alpha mình là một, alpha của chúng ta là một, nhưng mà giải nó lại ra là âm 1 với âm 2, là không phải là nghiệm đúng không? Chúng ta có thể sử dụng phương án thứ nhất. Đây, chúng ta sẽ sử dụng cái này. QL, L là gì? L là mắc của A, mắc của M và N. M và N ở đây chúng ta chỉ toàn là bằng 1 thôi đúng không? Đây, đây, bằng 1 đúng không? 1 này. Cái này có thể viết lại thành em x nên cos 2x cộng em x nhân 0 nhân sin 2x. Được chưa? Thì cái hai bậc này cao nhất là bậc bậc 0, không là một hàng số. Đây, chúng ta có dạng này áp dụng thôi. Y2 bằng e mũ x nhân a mũ cos 2x cộng b sin 2x. Thì ra y phẩy 2 bằng e mũ x. Mình đạo hàm cái này nhé. Mình đạo hàm, mình có thói quen là đạo hàm sẽ để cái cos cos lên đầu và sin ra sau cho nó tương ứng, để lúc sau mình lắp vào cái phương trình vi phân ban đầu nó không bị loạn. Thì đạo hàm cái này, đạo hàm cái này thì thành đạo hàm cái đầu tiên nhá, đạo hàm đầu tiên là thành 2 trừ 2 a sin 2 x, mình để đằng sau sin thì để đằng sau, và đạo hàm cái này thì mình được 2b nhân cos 2 x. Sau đó mình đạo hàm cái em x thì mình cái bên trong là giữ nguyên đúng không? Đấy, rồi mình cộng lại thì được cái phương trình này, và tương tự với y phẩy phẩy thì mình cũng sẽ được cái phương trình bên trong dạng tương tự. Rồi thay y hai phẩy phẩy vào phương trình vi phân ban đầu chúng ta có gì? Thay vào thôi, thay dấu rút gọn thì mình làm hơi tắt, nhưng mà chúng ta cứ thay vào phương trình này này. Đây, thay y phẩy phẩy thay y phẩy thay y vào đây, rồi chúng ta sẽ rút gọn được về dạng này. Mình cái phương trình ban đầu lại bằng fx thì fx bằng này chưa, thì chúng ta sẽ có hệ phương trình sau, có nghĩa là hệ số đây phải bằng hệ số của cos x đây, cos 2x đây, và hệ số của sin 2x phải tương ứng với hệ số của sin 2x bên này. Nhưng mà bên này hệ số sin 2x mà không, thì mình giải ra 2a cộng 10b bằng 1, và dưới là trừ 10a cộng 2b bằng 0. Bấm máy thôi, là bạn nào giỏi đại số nhẩm nhanh được a bằng 1 phần 52, b bằng 5 phần 25, a 5 phần 52. Ừ, suy ra nhá, chỗ này thằng luôn đã biết sai rồi. Suy ra y2 bằng e mũ 1 phần 52 cos 2x cộng 5 phần 52 sin 2x, nghĩa là thay vào đây này, thay a và b vào đây này. Chưa, thì vi phân chúng ta kết luận thôi, thay y1 y2 vào y. Đấy, y1 đây, còn đây là y2. Đúng chưa các bạn?
Ok chưa? Nên chúng ta sau 7 năm đi nhá. Mọi người thắc mắc gì không? Mọi người cùng đọc đọc đề bài bài số 6 nhé. Bài số 6 có đề bài như sau: tìm phép biến đổi Laplace của t nhân cos 3t. Ok. Phép biến đổi gì đây? Biến đổi Laplace của một cái hàm t nhân cos mũ 3t. Các bạn nhìn thấy là giải rồi đúng không? Mình còn nốt luôn cả trang 148. Giáo trình thầy Diệu này. Mình chắc chắn phải trang 148 rồi. Thôi mình nói lại từ đầu các phần, các công thức đặc biệt của phương trình biến đổi Laplace. Dạng bài này thì cái bên trong hàm này nó không có cái cách tính nhanh của Laplace. Tầm đến bài 6 rồi thì sao mà tính nhanh được. Thì chúng ta sẽ phải sử dụng một trong những công thức nào đó của các dạng biến đổi Laplace để áp dụng. Như bài này thì chúng ta thấy được cái t nhân với lại cos 3t, thì nhiều bạn sẽ nhìn ngay được công thức này. Nhưng mà nhiều bạn không nhìn được thì chúng ta cứ đọc lại lý thuyết. Đây, chúng ta có các phép đạo hàm tích phân, các phép biến đổi, tích các phép biến đổi, tích chập. Tích chập thì chắc không phải rồi. Tích chập. Đây, tích chập đây. Nói chung là tích chập sẽ có cái này. Đâu? Đây, tích chập ta sẽ có như sau. Laplace của tích chập f với g t nó bằng Laplace của FT nhân với Laplace của GT. Có nghĩa là mình tính muốn tính Laplace ngược của F của FF nhân GS thì chúng ta nó chính bằng tích chập của F nhân G. F F nhân G tức là F nhân G. Ok. F tích chập G, xin lỗi. Thì bài này chúng ta sử dụng hơi khó đúng không? Chúng ta sẽ xem cái tiếp theo còn có gì nữa. Đâu có vi phân của phép biến đổi. Nếu f liên tục từng khúc với t lớn mà không phải là bậc mũ. Các bạn nhớ khái niệm bậc mũ. Khái niệm bậc mũ thì bên trên mình cho mình cứ đọc cái tiếp theo đi nhá. Thì chúng ta sẽ có f phải f bằng Laplace của trừ t ft. Có nghĩa là chúng ta có cái Laplace của FT bằng thì suy ra Laplace của TFT bài này chúng ta đã áp dụng được có tên FT là cos mũ 3x, mình áp dụng luôn đi này. Chúng ta cùng áp dụng nhé. Rồi chúng ta thấy có một cái t mà nó tách biệt với hẳn với cái hàm sau, nó không liên quan gì nhiều ấy, thì chúng ta có thể nghĩ đến cách làm này. Vi phân phép biến đổi, ta có Laplace của TFT bằng trừ đạo hàm t trên df của Laplace FT. Áp dụng vào thôi. Đây FT đây là cos 3, cos mũ 3t. Laplace của cái cần tìm ấy. Cái cần tìm thì nó bằng trừ d trên df của Laplace cos 3t. Cos 3t thì chúng ta có thể tách ra thành 1 phần 4 cos 3t cộng 3 phần 4 cos t. Rồi đến đây thì chúng ta có Laplace của cos kt bằng f. F phải trên
N2 cộng K2. Các bạn nhớ công thức này không? Rồi chúng ta đây công thức chúng ta sử dụng luôn nhé. Chúng ta áp dụng vào bài này thì sẽ có đạo hàm của mở ngoặc 1 phần 4 hệ số đây nhân với F trên F bình cộng 9 cộng 3 phần 4 nhân F trên F bình cộng 1. Rồi chúng ta đạo hàm cái bên trong này thì sẽ thu được cái này. Đạo hàm chúng ta biết hết rồi đúng không? Mình nhắc lại không? Đây là đáp án cuối cùng của chúng ta. Bài 6 rồi. Ok. Mọi người có thắc mắc gì không? Chúng ta cùng nghỉ giải lao một chút nhé. Ra ngoài nghe nhạc chút nhỉ. Các bạn muốn nghỉ giải lao không? Hay muốn chữa luôn? Mình chào Vũ Tiến Thế, chào Đinh Bá Thi, chào Hoàng Mai, chào Đặng Văn Bình nhá. Hay là chúng mình vừa nghe piano vừa học đi nhỉ? Piano mình sợ sợ bài kinh lắm. Có bài kinh không? Bài cái trang này không? Bài trang này thì chết mình. Mình chào Nghĩa Lưu, chào Nguyễn Thảo Hiền. Thôi lại lôi bảng vào nhờ. Em nào muốn ghi tên bảng vào không? Giờ còn có tầm 50 anh em đang chứng kiến thôi. Mấy ông này chắc nghỉ hết. Xá nhá. Thôi mình tự ghi tên mình vậy. Vương Phong, chào bạn Vương Phong nhé. Các bạn có xem được từ giờ là rất chăm chỉ đấy. Mọi người thả tim cái cho có động lực học nhé. À, động lực để chúng ta tiếp tục nào. Cố lên anh em. Đi sự nghiệp F cộng hay là A cộng nhé. Trần Long, mình thấy bạn Trần Long rất là chăm chỉ nhá. Brazil thắng rồi à? Nghĩa Lưu. Lâm Nguyễn muốn tuyển người yêu à? Lâm Nguyễn muốn tuyển. Bạn Lâm Nguyễn đang muốn tuyển người yêu thì bạn nào có ứng tuyển thì liên hệ với Lâm Nguyễn nhé, Facebook của Lâm Nguyễn. Nguyễn Huy à? Bạn không phải Nguyễn Huy Cương. Rồi, chào bác Hồ. Chào bác Ô. Đây luôn. Mình để này sang bên đi. Dành chỗ cho bảng vàng danh dự chứ. Ok chưa anh em? Thôi làm sao được Lâm Nguyễn. À, Chí Linh chưa học giải thích 3 thì vẫn xem được nhá. Đây, chưa học giải thích 3 này. Đây, câu này giải được này. Đây, câu này giải được này. Nhưng đùa đấy, mấy câu cuối thì hầu như là không có kiến thức giải thích 3 thì hơi khó giải.
Ok Long biết. Biết tên thì cho mọi người có động lực học thôi. Mình cũng biết có hiệu quả không, nhưng mà chúng ta cứ tiếp tục nhé. Tiếp tục câu bài này. Ôi, câu bài nhìn sợ quá. Sử dụng phương pháp từ Laplace giải phương trình vi phân đào bậc 3 của y trừ 2 y phải cộng y phải bằng 4. Biết rằng y không bằng 1, y phải không bằng 2, y phải không bằng âm 2. Đoạn này thì mình xin phép nó nhanh một chút nhé. Đây thì dạng này chúng ta có cái format làm bài. Format là gì đây? Đấy, không phải trong đây rồi. Đây chúng ta có giá trị phép biến đổi của đạo hàm và nghiệm của bài toán giá trị ban đầu. Thì đối với mấy bài mà nó bắt tính như này ấy, mà sử dụng Laplace thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến luôn cái kiến thức này. Bởi vì ở đây chúng ta có gì, tại sao mình nói được như thế, chúng ta sẽ có phép biến đổi Laplace của đạo hàm. Ở đây có đạo hàm đúng không, đào bậc 3 của y này, đào bậc 2, đào bậc 1. Chúng ta sẽ có gì, cho ft liên tục chơi từ cúc, nghĩa là tôi thỏa mãn cái điều kiện đấy, thỏa mãn điều kiện này là bậc mũ khi t tiến vào cùng, tức tồn tại hàng số không c mt thỏa mãn chỉ đối ft nhỏ hơn bằng m nhân em mũ ct với t lớn bằng t nhỏ lớn bằng t lớn. Đây chính là cái điều là cái định nghĩa của hàm bậc mũ. Hàm bậc mũ nhé, thì khi đó tồn tại Laplace của f phải t và Laplace f phải t bằng f nhân Laplace f t trừ f 0 bằng sf s s nhân với lại f lớn của s trừ f 0 f nhỏ 0 nhé. Và tổng quát chúng ta sẽ có này, cái này chúng ta chứng minh khi nào thôi, chúng ta sẽ sử dụng Laplace của một cái cấp 2 đây, rồi sẽ nhìn được công thức thôi. Đảm bậc 2 đây nhé. Công thức tổng quát là Laplace của FT đạo hàm cấp n bằng n mũ n nhân Laplace FT trừ n mũ n trừ 1 f0 trừ n mũ n trừ 2 f0 trừ trừ f mũ n trừ 1 tại 0 à, f đạo hàm cấp n nhé, đạo hàm cấp n. Chỗ này chúng mình có đạo hàm cấp n nhé, đạo hàm cấp n chúng ta để trong ngoặc nhé, chỗ đây mình thiếu ngoặc. Thì đây chúng ta sẽ có được công thức này, áp dụng về này thôi. Đây bậc 3 đúng không, n bậc 3 thì sẽ có này. Đây là cái áp dụng công thức cho Laplace của Laplace của y đây chúng ta sẽ có được cái này. Từ này cái trừ đi 2 hệ số, đây hệ số trừ 2 ở bên trên này, hệ số trừ 2 nhé, nhân với lại cái công thức mà đấy chúng ta vừa nói đấy. Đây các bạn áp dụng công thức thôi, áp dụng công thức hệ số đây là bằng 1. Còn Laplace của 4 chúng ta sẽ có Laplace của một hằng số thì là bằng cái hằng số đó trên f trước. Cái bảng Laplace cơ bản thì trong quá trình thầy Bùi Xuân Diệu cũng có đấy, các bạn sẽ bạn vào đấy nhìn vào thuộc, chúng ta phải thuộc đấy nhá. Rồi chúng ta sẽ rút gọn đi, mình rút gọn như nào, mình gộp gộp tất cả nó vào is trong vòng là s cũng 3 trừ 2s bình cộng s, và bên ngoài là trừ đi s bình cộng 5.
giờ mình rút gọn đi hết đấy bằng 4 chữ S, mình cô lập được cái IS bằng F mũ 3 trừ 5S cộng 4 trừ F bình nhân S trừ 1 cho cả bình. Mình làm trực tiếp đây. Để tính được Laplace ngược này thì mình phải rút gọn đi đúng không? Nên bên trên bậc 3, bên dưới bên trên bậc 3 nhé, bên dưới bậc 2 chắc chắn rút gọn được đúng không? Đây mình rút gọn khéo léo đây. Mình tách được cái này, tách được cái tử thành thành một dạng một biểu thức như này. Trùng hợp là bên dưới cũng có S trừ 1 tất cả bình, mình rút gọn được S trừ 1. Đến đây thì mình sẽ tách ra thành 3 trên S cộng 4 trên F bình trừ 2 trên S trừ 1. Đây chúng mình gọi là tách phân thức nhé, tách cái phân thức này ra thành từ phân thức nhỏ lẻ này với cái mẫu là từ số hạng của từng từng thừa số của mẫu, thừa số của mẫu là f, f bình và s trừ 1. Rồi chúng ta sẽ có gì, và chúng ta lắp lên ngược cái này có biểu thức cách tính rồi luôn, lắp lên ngược cái này chúng ta sẽ có 3 đấy. Laplace ngược của 1 trên S là 1, mà 1 nhân 3 thì là 3. Laplace ngược của 1 trên S bình là bằng T, mà 4 nhân T thì là 4T. Còn đây là Laplace ngược của 2 trên S trừ 1 thì mình có cái công thức cách tiến đúng không? Laplace mũ 1 của S e mũ at nhân với lại Laplace trừ 1 phải công thức này không? Đây a đây là 1 thì thành e mũ t nhân với Laplace của 2 trên s thì bằng 2, nên là công thức cuối cùng của chúng mình có đây. Các bạn thấy rõ không? Thấy chưa? Bài số 8. Bài đến ra là cũng hơi khó khó rồi. Đây bài bài số 8 như sau: giải phương trình y phân y phẩy bằng y bình trừ 2 trên x bình bằng cách biến đổi hàm bậc y bằng z trên s, z trên x. Để bài đã cho luôn cách làm thì mình cứ áp dụng mình làm thôi, xem nó ra được cái gì. Nào, chúng ta có đây phương trình vi phân ban đầu nhá. Đấy, để bài bảo nào nghe vậy chứ đừng có cãi đề bài tìm cách khác là không ổn đâu. Chúng ta sẽ tính xem y phẩy, thì y phẩy nó bằng gì rồi chúng ta thay lại y phẩy đúng không, và thay cái này bằng z trên x, y bằng tập chúng ta là đặt y bằng z trên x này thì chúng ta thay vào thôi, thay vào được cái gì, thay vào ra được biểu thức này. Biểu thức này khá đẹp là chúng ta có thể loại bỏ được x ở dưới mẫu luôn. Rồi được cái phương trình này mình cứ zoom to là tí nhá, khó nhìn đúng không? Đây được cái phương trình này, phương trình vi phân này z phẩy x trừ z bằng z bình trừ 2. Rồi đây mình làm gì, mình chuyển chuyển cái z sang bên kia, z phẩy x bằng z mũ 2 cộng z trừ 2 chưa. Ở đây mình dự định mình sẽ chia hai vế cho z bình cộng z trừ 2 thì mình z xem cái này cái bên phải ấy, nó bằng không thì có thỏa mãn được cái gì vi phân không, bằng không thì mình giải được ra z bằng 1 và z bằng âm 2, thay ngược vào đây thay 1 nhá, không này trừ 1 bằng 1 trừ 2 thì nó thỏa mãn được đúng không, tương tự với âm 2 thì nó cũng thỏa mãn. Mình kết luận bên cạnh này, kết luận bên cạnh là z bằng 1 phải z bằng âm 2 là nghiệm. Thì chia hai vế cho z bình cộng z trừ 2. Tại sao mình chia thế, bởi vì mình đã cô lập được z phẩy nên với x nó bằng một biểu thức z đúng không? Mình chia sang rồi mình tích phân hai vế lên chắc chắn được đúng không, tích phân hai vế lên, tích phân lên, tích phân hai vế lên, rồi mình tích phân hai vế lên mình rút gọn được cái này. Mình bên này thì mình rút gọn được cái này, mình tích phân hai vế thành cái này
Mình xin giới thiệu các bạn một cách tính tích phân của ví dụ mình đang muốn tính tích phân, mình gọi là IT, tích phân gọi là IT nhé, của 1 trên x trừ a nhân x trừ b thì nó bằng, có từ nhanh ấy, logarithm của 1 1 à, x trừ a trừ b với, chúng ta phải nhân bên ngoài nhé, nhân bên ngoài là gì đây, nhân bên ngoài là 1 trên b cộng a, nghĩa là mình lấy 1 trên một kiểu thức nào đó, công thức nhanh của tích phân này, 1 trên x nhân với a 1 nhân trừ b cộng trừ đi lại 1 nhân với trừ a, kiểu mình tính đây mình viết x trừ a trên x trừ b, đây thì mình lấy một, đây hệ số 1 luôn, 1 1 nhân trừ b thì là trừ b này, cộng a trừ đi 1 nhân trừ a thành cộng a, thì mình nhân đây b a trừ b, nói chung đây là một cái mẹo mình hay dùng thôi, có thể có nhiều bạn chưa biết. Ok, tiếp tục nhá. Rồi đến đây mình làm gì, mình nhân 3 sang vế bên này, sau rồi mình em mũ cái hai vế lên, em mũ hai vế lên thì được cái phương trình này, nó bằng 1 trên C2 nhân, à mình đọc lại nhá, Z trừ 1 trên Z cộng 2 bằng 1 trên C2 nhân e mũ 3 nhân log NP của C1 nhân x, thì cái này mình rút gọn được, C bằng C1 mũ 3 trên C2 đó, thì công thức còn lại mình thay x đi vào, cùng mình được phương trình vi phân tổng quát này và nghiệm của nó cộng với lại cả nghiệm này nhé, các bạn có hiểu không? Có chỗ nào thắc mắc không? Đây, chúng ta tiếp tục bài 9 nhé. Bài tập số 9, tính tổng của một cái chuỗi. Thì bài này chúng ta thường sử dụng đó là sử dụng MATLAB. Mình thấy hay sử dụng MATLAB nhất. Và xem có sử dụng gì không nhỉ? Nói chung là chúng ta sẽ phải thông qua MATLAB rồi đạo hàm hoặc là đảm hai vế hoặc là tích phân hai vế lên, tùy vào độ phức tạp phương trình thôi, thêm bước các kiểu nhân hai vế các kiểu sẽ thông qua MATLAB hết, mình thấy hầu hết vậy nhá. Ví dụ trong bài này chúng ta bắt tính này, cái này nhìn có vẻ dễ đúng không, nhưng mà chúng ta phải nhìn kiểu nhìn thoáng ra một chút cái dạng nào mà nó có gần giống dạng này, dạng nào gần giống dạng này đó chính là dạng MATLAB của em mũ x bằng, đây nó có dạng này này, cái này chắc nhiều bạn biết rồi đúng không, các bạn nào cũng biết này, MATLAB của em mũ x thì bằng tổng sigma n bằng không tới cuối cùng của x mũ n trên n dây thừa, thì chúng ta có thể nhận thấy được cái điều gì ở đây, 2n đây là n, thì chúng ta phải triệt tiêu hết tất cả những cái hệ số lẻ đi đúng không? Chỉ còn 2n thôi, 2n là chẵn rồi. Thì mình phải có gì? Mình có em mũ trừ x là MATLAB của em mũ trừ x thì bằng tổng 1 mũ n x mũ n trên n dây thừa. Có nghĩa là nếu n lẻ thì cái này là âm cái này ấy, nếu n lẻ thì là âm của cái này. Nhưng nó triệt tiêu hết cho nhau. Nếu mình cộng vào thì mình cộng em mũ x cộng với em mũ trừ x thì cuối cùng nó chỉ toàn những hệ số lẻ thôi, hệ số chẵn thôi, nhưng mà nhớ là đây có số 2 nhé, bởi vì gì, ví dụ một số số hạng đầu của
của em xl 1 cộng x cộng x mũ 2 trên 2, còn em mũ trừ xl 1 trừ x cộng x mũ 2 trên 2. Rồi cộng 2 này vào nhau. Đó, cộng vào được gì? 2 0 này. 2 x mũ 2. 2 nhân bằng 1, 1 cộng x mũ 2 trên 2. Đấy, các bạn thấy chưa? Thì chúng ta đến đây chúng ta phải chia hai về cho hai nữa thì mới được giảm ban đầu. Đây, chúng ta chia cho hai thì được tính được tổng của fxg bằng này. Ok chưa các bạn? Rồi, chúng ta đến bài số 10 rồi. Bài siêu khó nhá. Hoặc là dễ với một số bạn. Theo ý kiến cá nhân của mình là bài này khá hay và tuy nó biến đổi không dài mà nó cũng khá hay. Nào, bắt đầu luôn nhá, mình sẽ chữa bài số 10. Bài số 10 xét xét tính hội tụ phân kỳ của chuỗi số. Đây, tổng sigma n1 vô cùng của em cũng n nên n giải thừa trên n cũng n. Biết chưa? Thì f bằng gì? Chúng ta đã mình thói quen của mình là hay đặt f bằng cái chữ số ban đầu tiên luôn. Được chưa? Rồi, xét cái n. Mình lại đặt n tiếp. Thảo luận mình thói quen hay đặt nhỉ. Đặt n. Nó lớn hơn không với mọi n lớn bằng 1. Suy ra f là chữ dương. Chữ dương. Chữ dương nhưng mà bài này thì các bạn có thể thử sử dụng là đang là mức của Cauchy thì cái l ấy l lại bằng 1. L bằng 1 thì bó tay rồi, không thể sử dụng được ta là mức Cauchy. Còn cái tương đương sao? Tương đương thì ví dụ chọn được một cái bn thì xét lim của an trên bn nó lại có n giải thừa, có vẻ hơi khoai nhỉ. Đúng không? Thì không làm được mấy cách thông thường. Bài này nhưng mà bài này có tính đặc biệt là đa n ấm này. Nhưng mà mình xét an cộng 1 chia n lại thấy nó lớn 1. Đấy, an cộng 1 chia n bằng e mũ n cộng e nhân n cộng 1 nhân n mũ n trên n cộng 1 mũ n cộng 1. Ok chưa? Các bạn thấy đúng không? Cái bước này đúng chưa? Mình đã giữ gọn một phần đấy. Rồi, chúng ta sẽ cái này tách cái mẫu này, cái mẫu này mình tách ra n cộng 1 đây, đây. N cộng 1 mũ n cộng 1 bằng n cộng 1 mũ n nhân với lại n cộng 1. Đúng chưa? Mình tách ra rồi mình trên mẫu trên tử có n cộng 1 thì dưới mẫu có n cộng 1 mình chia đều cho nhau. Thì dưới mẫu mình còn cái này. À, dưới mẫu mình sẽ còn e nhân n mũ n trên 1 cộng n mũ n. Rồi mình cho n mũ n vin trên 1 cộng n mũ n vào chung mũ n với nhau. Rồi mình rút gọn được cái này. Đây. Cái này luôn lớn một luôn. Sau giải tích 1 thì chúng ta tìm được cái lim 1 cộng 1 trên n nó tăng tiến tới e luôn, tăng tiến tới e thì suy ra cái này nó luôn lớn một vì mọi n lớn bằng 1. Nghĩa là cái kết luận này có nghĩa gì? Có nghĩa là cái số hạng cái trong dãy số n ấy, cái đứng sau cái có n lớn hơn đấy thì nó lại lớn hơn cái đứng trước, mà cái đứng trước chúng ta lại bằng a1 bằng e thì suy ra cái a khi n n khi n tiến tới cùng ấy nó phải lớn hơn e, tức là nó khác không lại không thỏa mãn điều kiện ban đầu này, các tiêu chuẩn và định lý về chuỗi, đúng chưa? Ok chưa? Đây điều kiện định lý một đây.
điều kiện cần đấy, tiêu chuẩn điều kiện cần để cho số tụ là lim n tiến cùng n bằng không. Mà đây chúng ta thấy nó khác không rồi, kết luận luôn không nói nhiều, vậy f là phân kỳ thì không thỏa mãn điều kiện cần. Wow, ok chúng ta đã xong rồi đấy, các bạn có thắc mắc gì không? Alo, các bạn thấy đề này thế nào? Có ý kiến đóng góp về gì về buổi học của mình không? Alo, alo anh em ơi. Mọi người muốn mình gửi các bạn các tiêu chuẩn về và định lý về chuỗi đúng không? Mấy cái này mình tổng hợp ấy. Thì tí nữa các bạn vào group hỗ trợ sinh viên hỗ trợ đại cương Đại học Bách khoa Hà Nội, hỗ trợ đại cương Đại học Bách khoa Hà Nội nhé. Chắc các bạn biết hết rồi. Mình sẽ ban cho đấy. Ok. Có mình chỉ tổng hợp với cái tiêu chuẩn chuỗi, tiêu chuẩn của chuỗi thôi. Đó. Còn về phần phương trình vi phân thì phương trình vi phân thì mình chưa chưa tổng hợp được. Tại trong quá trình mình ôn thi ấy thì mình tổng hợp này thì mình cảm thấy tra quá trình đi hơi lâu nên là mình muốn cho nhanh hơn chút. Nếu mà các bạn muốn tổng hợp thêm cả về phương trình vi phân nhé thì các bạn cứ yêu cầu thì câu lạc bộ hỗ trợ học tập sẽ đáp ứng hết. Ok chưa? Rồi, buổi học mình xin phép kết thúc tại đây. Không biết đá bóng hết chưa nhỉ? Chạy ra xem tí. Hẹn gặp các bạn trong buổi học sau nhé. Alo, xong rồi em ơi.